Anh em thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lắp ráp cái bộ tắt máy tạm thời cho chiếc N150 đời 2017. Đây là cái cụm công tắc mở đèn và nút đề zin. Thì đây là bộ tích hợp tắt mở động cơ, thì nó chỉ khác cái nút đỏ này và cái khuôn này thì nó giống nhau. Bây giờ mình sẽ tháo dàn áo ra, rồi mình sẽ câu ráp bộ này lên. Rồi sau khi tháo dàn áo ở phần mặt nạ trước, ốp đầu này thì mình tháo ra tới đây rồi. Đây là công tắc nguyên bản này của xe 150 đó. Bây giờ mình sẽ gắn lại cho anh em cùng xem này, cho cái bộ này nó dính liền cái dây của cái đốc kia, nhưng mà mình rút ra rồi để mình xỏ cho nó dễ nè, mình một tay nên là hơi khó làm. Đây, nó vừa y chang luôn, cho nên là không cần phải cắt khoét gì hết đó. Như cũ luôn. Rồi, ở đây nó có cái jack điều khiển đề á, thì mình chỉ cắm vào nó như cũ thôi. Rồi, có một sợi dây mà dài nhất. Thì này mình sẽ kéo xuống dưới luồn theo cái cổ này. Xe này câu ở chỗ khác cho nên dây nó hơi rối xíu. Đó, luồn theo cái cổ xe xuống dưới này. Tiếp theo là ở cục sạc zin, thì mình mở hai con ốc tán này ra. Mình lấy cục sạc ra. Trong cái bộ của nó thì nó có một cái bát như thế này, thả vô, sau đó mình mới để cục sạc lên. Rồi bây giờ chỉ bật siết ốc lại thôi. Sau khi mà bắt cái miếng bát này chắc chắn rồi thì mình chỉ việc gài cái đốc mà giữ relay này đó, cứng cáp rồi luôn nha. Rồi bây giờ relay chỉ việc cắm vô thôi. Cắm vô thì nó có những cái lẫy, nó giữ cố định lại rất là chắc, không có bị sợ giục ra. Rồi còn những cái dây này sẽ kết nối ở phía dưới này. Tiếp theo thì ở cái dây cục mô bên sườn này sẽ có hai cái jack cắm vào đây, thì có một cái jack lớn và một cái jack nhỏ. Sợi dây lớn là màu nọ, sợi dây nhỏ nó ở cái jack nhỏ nó là màu cam, thì mình sẽ rút ra. Mình rút ra mình sẽ kết nối với dây màu xanh ở bộ tắt máy. Rồi ở bộ tắt máy sẽ còn lại dây màu đỏ. Màu đỏ thì dắt 4.8 này mình sẽ cắm ngược lại cái vị trí của mô bin vừa ngắt. Và cuối cùng là một dây màu đen sẽ nối tiếp qua dây sau ổ khóa. Dây ổ khóa ở đây nó là màu, ở đây này có cái jack này nè, đây này, cái jack này là jack màu nâu, thì mình rút ra mình nối tiếp qua cái này, nó sẽ có cái hai đầu dây này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm. Sau khi mà cắm những cái jack nối ở đây rồi thì chúng ta sẽ thử. Đây là chiếc xe chưa nổ máy nha. Bình thường mình sẽ bấm nút đề nổ máy. Tắt máy thì chúng ta chỉ được đẩy tới thôi. Đó, rất là đơn giản. Nhìn ở đồng hồ nha anh em. Rồi tới đèn đỏ, hoặc là chúng ta cần tắt máy ở khi mà chờ lâu quá thì chỉ việc nhấn đẩy tới thôi. Rất là đơn giản. Như zin, không cần phải chế cháo gì. Xin cảm ơn anh em.